Xin chào mọi người ơi. Bây giờ thì mình đang đợi xe buýt để đi Turku mọi người. Mình phải đi làm ra và mình có cái này là laptop này kia để mà làm việc ở Turku. Có gì mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Mọi người nhớ đón xem và theo dõi video này của mình nha. Ở đây thì có ghế ngồi á. Cái cửa số 9 là cái cửa mà xe buýt của mình nó sẽ dừng. Bây giờ thì trước đó là 4:15 có một chuyến đi Pori á, còn chuyến của mình là 4:35. Mình nói chung là tàu xe nên mình cứ sợ, cứ phải đến sớm hơn á. Đó, có một chiếc xe buýt đặt đầu đó để đi thành phố Pori rồi mọi người. Ở đây là cái những cái xe buýt đi đường dài á, đi các cái thành phố các tỉnh. Thì nếu mà không có đi tàu thì sẽ đi xe buýt như thế này. Bây giờ thì là 4:25 rồi. 4:35 vừa xe chạy. Bây giờ mọi người đang còn xếp hàng để lên xe buýt. Bây giờ mình cùng đi lên xe buýt. Cái này là xe buýt Onibus, Onibus Flex. Đó, bên kia. Mọi người, giờ mình đã lên xe buýt rồi. Cái này thì mình sẽ tự chọn chỗ á. Mình sẽ ngồi chỗ nào trực trước. Mình ngồi đây đi. Sẽ ngồi ở trước này. Antex. Kitos. Mình sẽ ngồi ở trước này để không bị say mọi người. từ tròn chỗ á, chứ không có đặt chỗ trước. Cái gì an toàn? Đây ngay có cái chỗ để mình để điện thoại được luôn. Giờ thì mình sẽ đi Turku đây. Giờ là 16:34 mọi người. Đúng 16:35 là xe buýt sẽ chạy. Lúc này phải có một cô lên. Mới một cô vừa mới lên xong. Đó, giờ là 16:35 rồi nè. Đúng là xe buýt sẽ chạy luôn. Mình bắt đầu khởi hành đi Turku, xe trời bên. Mọi người, mình đã tới nơi rồi, xe buýt của mình phải sao lưng. Mà xem đây là ai? Nhà cô đến để đón mình mọi người. Giờ hai vợ chồng mình đi ăn hả chồng? Đói quá rồi. Nhà cô hỏi kiếm được chỗ nào ăn chưa? Giờ chưa biết đi ăn chỗ nào. Thôi để đi vòng vòng xem. Tìm mãi không có nhà hàng nào mọi người, nên là hai vợ chồng quyết định vào Naughty Burgers để ăn burger. Nhà hàng này khá là nổi tiếng á, kiểu nổi tiếng với bán burger á mọi người. Đây là menu. Trong này có sai. Đồ ăn đã rồi mọi người. Nhà cô có khoai tây chiên với lại Naughty Burger. Mình cũng có Naughty Burger nhưng mà là keto bun mọi người. Với lại cái này là phô mai halloumi chiên. Giờ hai vợ chồng mình đói quá rồi, mình xin phép ăn nha. Mọi người, hai vợ chồng đã ăn xong rồi.
giờ đi bộ về phòng khách phòng của nhà cô. Đây mình đi bộ qua cái nhà chùa, không phải nhà thờ. Nhà thờ này rất to luôn, kiểu như là chắc ai đi tham quan du lịch Turku đều ghé cái nhà thờ này á. Nhìn ngoài đẹp quá, to cao, cỏ thì xanh mượt nữa chứ. Đi vừa qua nhưng hơi lắc, mọi người thông cảm nhá. Có gì mọi người đến Turku thì ghé vào xem cái nhà thờ này. Mọi người đây là đến cái khu mà nhà cô có phòng ở rồi. Đi bộ nãy giờ cũng là 3 km trời, mỏi chân lắm luôn rồi. Lúc này hai vợ chồng có ghé vô chờ lít cho mọi người, lít đồ á, để mua một ít đồ ăn. Ở đây, wow, có cái hoa đẹp chưa? Hiên hoa cục cả. Nè, đi vô. Vô thôi. À, nhà con này đi lên một tầng là tới. Cái này kiểu như là nhà cái kiểu căn hộ bình thường, căn hộ chung cư bình thường á mọi người. Nhưng mà cái này công ty thuê để nhà cô ở trong tuần này thôi. Đây. Wow, bây giờ để khám phá trong này có gì. Một căn hộ nhỏ xinh. Để dài dài xuống này. Ở đây có sofa này nè. Sofa. Có một cái bếp. Vừa đi xem nha chồng. Có bếp này, lò nướng. Đây chắc nhà vệ sinh về phòng tắm. Phòng ngủ này. Tủ treo đồ. À, I got shit. Các bạn này để mình chắc là mình sẽ ngồi làm việc ở đây. Yeah. Chào mọi người xem trong này. Nhà vệ sinh, chỗ tắm, có máy giặt luôn. Này là gì à? À, máy sấy về đây, này kia. Có đây. Có bếp này, hai bếp tư này, trong ha. In đục tiểu, cái lò nướng, bồn rửa xinh xinh, ta ra là tủ lạnh và tủ lạnh nhỏ, có một chai dầu. À, ở trên kia là có cả cái này là đồ ăn, à đồ dụng cụ bếp, đầy đủ quá hay chưa? Cái kia lại là nhiều, cái kia là chứ. Đầy đủ ha, nồi chảo, chén bát này kia. À, máy pha cà phê này nè, bình pha nước này. Đó. Chỉ có muối với tiêu. Đúng là gia vị của người Phần là chỉ có muối tiêu thôi mọi người. Có tivi nữa. Cái này là gì chứ? À. À. Bị kẹt đoan này to quá hay không? Iso. Tämä on perhehuone. Tuosta saa sängyn tuosta sofasta. Ah, joo. Cái này con là cái sofa này mình có thể làm thành cái giường được, mở ra thành cái giường được. Cái này là phòng của gia đình. Ok. Saako tästäkin sängyn tai jotain? Kyllä lukiota, että jostakin erikoista saa, mutta... Ok. En lupa. Ta là như tại này, cái ban này là có thể làm thêm giường nè. Nhà cô nói. Có thể làm thêm giường á, phía dưới này còn có gì hay ho đây à. Vậy thôi, mình quay sơ sơ vậy, cảm ơn mọi người đã xem video có gì à. Những ngày tiếp theo mình sẽ cập nhật tiếp ha. Tạm biệt mọi người, giờ thì hai vợ chồng nghỉ ngơi và đi ngủ đây. Chào tạm biệt mọi người ha.